Anh Lại Minh á, là tại sao mà anh Lại Minh dựng chuyện lên về cái vấn đề mà ba cái thằng côn đồ này nọ tới nhà ảnh đó Rồi. để hành hung ảnh Ok, cái vấn đề đó này giờ. đó thì cái vấn đề đó thì em thực sự em không có theo dõi, mà em bận quá em không theo dõi mạng Facebook thường cho nên em không biết. Thì những người bạn đó đó inbox em hỏi em như thế, có đúng sự thật là như vậy không đó. Thì sẵn đây đó em mượn diễn đàn của anh Bằng đó, em xin trả lời luôn, tất cả những sự việc xảy ra ở nhà anh Lợi Minh đúng là sự thật. Ba thằng côn đồ nó tới dưới sự chỉ thị của con Lisa Phạm đó, để nó tới nó tìm mọi cách để nó hành hung anh Lợi Minh. Nhưng theo luật pháp ở Mỹ nó chỉ đứng ở ngoài vòng rào nó sủa thôi, nó không thể nào nó bước chân vào được cái phạm vi đất nhà của anh Lợi Minh. Nếu mà nó đặt chân vào, anh Lợi Minh có quyền bắn bắn bỏ nó tại chỗ, bắn chết nó tại chỗ Ok. đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, anh Lại Minh có quyền kêu cảnh sát tới cộng đồng nó tại chỗ luôn đó. Đó thì rồi á, có nhiều người hỏi tại sao anh Lại Minh anh làm những cái chuyện như thế, để đánh bóng tên tuổi anh hay là để lôi kéo dư luận, Xin thì lỗi, em xin trả xin lời. lỗi. Xin lỗi này, Delhi này. Còn một cái tình tiết nữa mà mọi người không biết. Bây giờ giả sử, bây giờ tôi đặt giả sử cái câu này ra. Bây giờ ví dụ người ta bảo là Lợi Minh thuê ba cái thằng đấy đến, đúng không? Hàng rào đấy để mà gọi là làm cái chuyện đấy để mà Lợi Minh đánh bóng tên tuổi. Vậy thì tôi hỏi mọi người ở đây trên diễn đàn, chúng nó tổ chức biểu tình ở tòa thị Đấy. chính ở thành phố đấy, ai thuê? Đúng, Đấy. đó là cái câu trả lời em sắp Tất sẽ cả trả mọi lời anh. người khi mà phản đối Lợi Minh không nhắc đến mà cái đoạn mà chúng nó đến đấy, chúng nó biểu tình, chúng nó phản đối Lợi Minh và đòi cái ông mà thị trưởng mà ở cái thành phố Lợi Minh ở là coi như phải trục xuất Lợi Minh về nước, thì cái đấy ai thuê? Vậy dãy Lợi Minh thuê cả một đoàn biểu tình này, đúng không? Mà cái chuyện này đã đưa lên YouTube rồi mà mọi người lại lờ cái chuyện mọi người biểu chúng nó biểu tình đi, vậy Đúng, thì anh Lợi Bằng. Minh thuê cả luôn cái bọn biểu tình này. Đấy, Anh tôi thì Bằng nói đặt rất chính đặt xác. đặt một câu hỏi đó. Rồi xin mời Daniel. Không, anh Bằng nói rất là đúng, đó là cái câu trả lời mà em sắp sửa anh trả lời cho những cái người bạn của em ở bên Việt Nam, vì họ ở bên Việt Nam họ không biết, họ không hiểu Vâng. rõ, anh Bằng biết không? Cho nên họ thắc mắc, Dạ. họ inbox em, họ hỏi. Đó, thì đây là em nói, em phân tích một cách khách quan thôi, chứ thực sự Vâng. em không có binh vực gì là Minh cả. Nếu Không, Lợi tức là Minh mình lấy một cái cơ sở lý luận để mình đưa ra mình phản biện. Thế thôi, chứ còn mình không, đây là mình không bênh. Mình biết những chuyện đấy mình không bênh. Rồi mời đây đi. Rồi cho mình sẽ bổ sung. Rồi. Thì đó là những cái bằng chứng bằng cớ xác thực bao nhiêu người của cái đám bao que chống cộng cực đoan đã đi tới City Hall, là tới trụ sở thành phố đó đó, để biểu tình rầm rộ để đòi trục xuất Lại Minh về nước. Cái đó không thể nào mà giả tạo được. Như anh Bằng vừa nói đúng không? Dạ. Thì cho nên tất cả những sự việc xảy ra lên người anh Lại Minh hoàn toàn sự thật 100%, em khẳng định là 100%, không bao Ok. giờ có chuyện dựng chuyện hay là mướn người này nọ để đánh bóng tên tuổi, cái chuyện đó không bao giờ có đó, em khẳng định 100% là không bao giờ có đó. Cho nên đây là em nói theo một cách khách quan đó, em cũng là một Việt kiều cũng như anh Lại Minh thôi đó. Ok. Thì những người em rất trân trọng, trân quý những người Việt kiều yêu nước chân chính. Em nói chữ yêu nước chân chính là sao? Tất nhiên là không vụ lợi, không vì tiền vì bạc, Đúng. không vì danh Đúng. vọng, chấp nhận hy sinh gia đình, chấp nhận hy sinh bản thân để chống lại, bẻ gãy tất cả luận điệu xuyên tạc của bọn bao que đó. Thì cho nên những người đó em rất quý và em rất trân trọng nha. Đó Rồi, thì bây giờ em này, nói đây đây. Delhi. Tôi xin lỗi Delhi, tôi bổ sung một ý tí như này. Mời anh. Bây giờ cách đây cỡ khoảng một vài năm mới có cái mạng Facebook này, đúng không? Thì ví dụ như là ông Bằng hoặc là ông Đen Lì hoặc là Nguyễn Phương Hùng các thứ, thì giả sử nhá, muốn lên bóng đánh bóng trên tuổi tuổi thì thôi ông lên ông đánh bóng. Nhưng mà Lợi Minh chơi ở cái diễn đàn gọi là diễn đàn Paytalk đã rất lâu, từ năm 2003 hay Đúng. là năm 2005, thì cái Đúng. đoạn đấy ai người ta biết, đúng không? Đúng Tôi anh. không biết, Đen Lì không biết, mọi người không biết. Thì lên trên đấy thì Lợi Minh chống cộng cực đoan ở cái diễn đàn đấy thì đánh bóng tên tuổi với ai đấy, đúng không? Lên trên diễn đàn đấy hầu như không biết, đều là những tấm lòng hết. Ví dụ tôi hiện nay tôi lên diễn đàn
mọi người còn biết tôi. Nhưng mà ví dụ Lợi Minh và một số người lên cái diễn đàn đấy thì ai biết mà đánh bóng tên tuổi. Đấy là một lý do. Thứ nữa, tôi chứng minh cho tất cả các bạn như thế này. Bây giờ ví dụ như Lợi Minh, giả sử Lợi Minh muốn đánh bóng tên tuổi đây, để làm gì? Để làm gì? Đúng không? Ông chỉ được một cái tên tuổi lên thôi, ít nhất ông đánh bóng tên tuổi để ông, ví dụ như một, thứ nhất vụ lợi về tiền tiền nong, thứ hai là về Việt Nam. Ví dụ ông không có tiền, nọ kia tất cả thứ. Bây giờ tôi nói xin lỗi nhá, về kinh tế của Lợi Minh, Minh hơn hẳn một trời một vực đối với ông Nguyễn Phương Hùng. Mình cứ nói thẳng như thế. Đúng. Còn cái chuyện ông Nguyễn Phương Hùng có về Việt Nam có như thế nào hay không thì cái chuyện tôi không biết. Bây giờ tôi nói các bạn tôi không biết. Nhưng về kinh tế của Lợi Minh, Lợi Minh đã lên trên nhà tôi chơi rồi. Tài sản của Lợi Minh ở bên Mỹ rất lớn và ở Việt Nam tôi nói thẳng nhé. Cái chuyện này tôi bộc, tôi lộ bí mật cho các bạn. Tài sản của Việt Nam ở Việt Nam của Lợi Minh hiện nay cũng rất lớn. Bây giờ đấy, cho nên là bây giờ Lợi Minh làm cái chuyện đánh bóng tên tuổi để làm gì thì các bạn phải biết. Ví dụ như bản thân tôi lên đây tôi đánh bóng là làm cái gì, tôi được cái gì về lợi ích kinh tế, hay là thức đến 1-2 giờ đêm mẹ vợ bắt ngủ xuống cái nệm ở phòng phòng khách này để khỏi phải lên phòng ngủ để mà đánh thức vợ con khi mà 1-2 giờ bắt đầu mới lên, đúng không? Đấy, cho nên các bạn nhiều khi ấy, các bạn phản đối ai các bạn phải phân tích những cái đầu ra, đúng không? Để bạn phân tích để xem là người ta làm như thế để mục đích như thế nào. Ở đây tôi nói trên quan điểm hoàn toàn khách quan. Ví dụ có bạn nào, vâng, các bạn nào ví dụ các bạn đưa ra một cái ấy phản biện tôi sẽ phản biện lại. Có thế thôi. Rồi, xin mời đây đi. Thì đó, như tất cả những vụ việc xảy ra đó, lùm xùm này nọ giữa anh Lợi Minh và mấy người này người kia, thực sự mấy cái chuyện đó em nói thẳng luôn, em không biết, em không cần biết tới. Nhưng em chỉ biết Lợi Minh là một người yêu nước chân chính. Cái này em nói không phải là để em lăng xê nha, nhưng mà đó là sự thật đã xảy ra. Đó, tất cả anh em, tất cả mọi người đều thấy, đều biết. Đó, Lợi Minh có muốn cái kiểu như là nổi tiếng hay không, hay là muốn như là lợi dụng để đánh bóng tên tuổi, hay là muốn được đảng nhà nước này nọ ưu ái này nọ, cái chuyện đó là mình thấy quá rõ rồi. Đối với Lợi Minh, wow, anh Bằng đã mới vừa nói rồi, không thì Lợi Minh không có cần bất cứ cái gì ở Việt Nam cả. Ý em nói đây là với tài sản như anh Bằng vừa nói. Đúng. Đó, Lợi Minh rất là giàu, không phải là em nói mà để em bưng em ca ngợi nha. Lợi Minh cũng như em thôi, em nói thật đó. Em Lợi Minh chẳng cho em được cái gì, chẳng qua là em chỉ thấy một người yêu nước chân chính như Lợi Minh dám nói lên tiếng nói đó chống lại luận điệu xuyên tạc của bọn qua que, không thì đó là một người để em đáng để em đáng phục, em ủng hộ vậy thôi. Còn ngoài ra em nói xin lỗi, giữa em với Lợi Minh bình đẳng với nhau, chẳng ai hơn ai. Ý em nói bình đẳng đây là bình đẳng trên cái vấn đề mình giao lưu tiếp chuyện này nọ. Còn nếu mà những người mà đánh giá sai lầm về Lợi Minh, em hy vọng những người đó nên suy nghĩ lại. Đó, đừng có gì một chút ân oán cá nhân hay là một chút gì đó, hiềm khích gì đó, không, mà để đánh mất đi một cái tiếng nói của một người yêu nước chân chính. Cái đó rất là uổng anh Bằng. Bây giờ này, tôi nói với Daily này, tôi đã nói không phải là cái chuyện xảy ra Lợi Minh thì tôi mới nói, mà tôi nói ngay từ những cái buổi mà livestream đầu tiên của tôi và trong các buổi livestream thì tôi cũng nói rằng là những tiếng nói của chúng tôi ở trong nước, bây giờ thì nói chung là nó không bằng 1%, 1/1000 tiếng nói của các bạn Việt kiều ở bên đó. Bây giờ có cái tinh thần nói về đối với quê hương, đối với tổ quốc, các bạn ở bên đó nguy hiểm hơn chúng tôi rất nhiều đấy. Nhiều khi các bạn đi làm với này như những cái bọn mà chống cộng cực đoan, nhiều khi các bạn phải che mặt đi. Tôi rất thông cảm về cái chuyện đó, và tôi lúc nào cũng thế. Trong cái tâm cảm tôi nói từ ngay từ trước rồi là coi như là tôi rất kính phục tất cả các bạn ở bên Việt, tức là những Việt kiều mà có tấm lòng về quê hương đất nước với tổ quốc này, chỉ cần cất lên tiếng nói thôi thì chúng tôi đã khâm phục rồi. Đấy là cái tâm tư tình cảm của tôi. Không phải bây giờ xảy ra cái chuyện của Lợi Minh thì tôi mới nói, mà tôi nói thật với tất cả các bạn, tính tôi thì nói chung là nó cũng hòa nhã thôi, thì tôi cũng điện thoại sang cho Lợi Minh, cũng khuyên Lợi Minh và thôi ba những chuyện này thì nói chung Lợi Minh nên im đi, nhưng thôi cũng đừng có nói vào nữa. Nhưng mà cái chuyện này thực tế tôi nói ra được điều đó, còn lại là có nói hay không hoặc như thế nào thì cái chuyện đấy là quyền của Lợi Minh đấy. Và tôi
Tôi nói với Đen Lì và tất cả các bạn, ví dụ như bản thân tôi, bản thân Lợi Minh, bản thân Đen Lì, cái sự đánh giá không phải tôi tự đánh giá, mà tất cả các bạn ở trên cộng đồng mạng này đánh giá. Đúng không? Chứ không có bây giờ mình nói cũng được, để các bạn ví dụ có đôi mắt các bạn nhìn, đôi tai các bạn nghe, và cái đầu các bạn suy nghĩ, các bạn đánh giá một con người. Rồi. Dạ. Thì đó, thì bây giờ đó là em, tại vì có rất là nhiều những người bạn mà inbox cho em hỏi về vấn đề của Lợi Minh như vậy, mà em biết là hiện giờ những người đó đang có mặt ở trong diễn đàn của anh. Sẵn đây em mượn diễn đàn của anh để anh chị, để em nói rõ cho những người bạn biết, để khỏi phải còn thắc mắc lấn cấn gì vấn cái vấn đề của Lợi Minh nữa. Còn tin hay không là tùy thuộc ở các bạn, đúng không anh? Đấy, Thành? mình đưa ra một cái số dân chứng, đúng không? Dạ. Đấy. Dạ. Lợi Minh coi như đã tham gia diễn đàn gọi là A-Talk gì đấy từ năm 2003 cho đến bây giờ. Thì trong cái diễn đàn đấy ai biết Lợi Minh, đúng không? Bản thân tôi cũng chả biết Lợi Minh trong diễn đàn đó, vì tôi cũng không chơi. Mà ở Việt Nam chỉ có một vài người chơi thôi, cũng không phải nhiều người chơi ở trong cái diễn đàn đó, đúng không? Người ta có tinh thần từ hồi đấy đến bây giờ, mà hồi đó thì không ai biết, thì có phải là đánh bóng tên tuổi với ai. Đấy. Bây giờ Lợi Minh có tiền mà thuê được cả bao nhiêu người đến biểu tình ở tòa thị chính không? Thuê 3 người thì được đấy. Nghe chưa? Thuê 3 thằng ấy có khả năng được. Nhưng mà có phải thuê bao nhiêu người về biểu tình ở tòa thị chính không? Vâng. Thì đó là cái bằng chứng quá rõ ràng rồi, không? Quá minh bạch rồi, thì không thể chối cãi được. Cho nên á, tất cả những người bạn ở trên mà hiện giờ đang có mặt ở trên trên diễn đàn của anh Bằng nè, các bạn nên bình tâm suy nghĩ nha. Đừng có nên vội đánh giá một người tốt. Không phải là tôi nói mà để tôi binh vực cho anh Lợi Minh, nhưng thực sự hiện tại tôi thấy thực sự là anh Lợi Minh đúng là một người yêu nước chân chính đó. Cho nên tôi chỉ ủng hộ anh trên cái mạng đó thôi. Còn những cái còn về cái vấn đề cá nhân hay là chuyện của anh Lợi Minh, xin lỗi nha, tôi không cần nói tới. Không, tại vì tại sao cái đó là chuyện của anh, chuyện của anh. Còn cái vấn đề cái thằng, tôi chỉ xin lỗi, tôi lốc tiếp thằng này nữa. Diệp Hoàng Hoàng mất dạy. Rồi đang đi bây giờ nhá, đang đi nói bây giờ mình có một cái này, tức là mình là người biết, mà bây giờ Lợi Minh như thế mà mình không nói ra là không được. Về đúng, cái vụ Lợi Minh đi cái vụ Lợi Minh đi Vũng Tàu. Tôi là người chở Lợi Minh cùng với vợ chồng Bình Dương đi Vũng Tàu. Theo lời mời của Nguyễn Cười. Thấy chưa? Nguyễn Cười bảo, thực tế là tôi nói với tất cả bạn các bạn nhé, khi tôi có một cái căn hộ ở ngoài Vũng Tàu, thì trước kia thì tôi coi như thứ sáu nào, cứ tối thứ sáu là tôi chất vợ chồng con cái ra ngoài đấy nghỉ ngơi, tối chủ nhật tôi về. Thì tôi ra ngoài đó thì là tôi cùng với Thông Nguyễn thành lập ra một nhóm Vũng Tàu. Thông Nguyễn nhiều tuổi hơn tôi, thì coi như là Thông Nguyễn làm trưởng nhóm mà tôi là phó nhóm. Thành cùng là tôi thân thiết rất nhiều tất cả các anh các chị ở ngoài Vũng Tàu. Đấy, vì tôi ra thường xuyên, mà mỗi lần ra là tôi gặp anh em uống cà phê cà pháo, mà hầu như là gần như lần nào cũng thế. Đấy là tôi kể sơ qua. Một, cái tôi đưa Lợi Minh đi ra Vũng Tàu theo lời mời của Nguyễn Cuộn, thì tôi cùng Lợi Minh cùng coi như là vợ chồng Bình Dương ra ngoài Vũng Tàu, và tôi đã dặn Nguyễn Cuộn bảo đấy, hôm đấy đặt ở những cái quán đấy, cái quán thì nói chung ở ven biển thôi. Đấy. Thì là nói chung là tôi thì tôi không uống được rượu, mà buổi trưa tôi hay mệt thì tôi cứ ngồi đến một tí là bắt đầu tôi ra võng tôi ngồi. Thì là Lợi Minh là một người rất tình cảm, thì có khả năng nó có hai cái. Thứ nhất là Lợi Minh uống cũng thấy anh em cũng nhiệt tình quá thì uống nhiều rượu bia, thì có khả năng hơi xỉn một tí. Và nói chung là cái bản thân Lợi Minh là người có tình cảm, thì có khả năng là trong lúc mà say rượu hoặc ôm các anh các thứ là gọi là nước mắt dài, thì cái chuyện nước mắt dài thì tôi nằm ở võng tôi không biết, thì tôi ăn một tí rồi tôi ra võng tôi nằm rồi tôi ngủ. Đấy, khi tôi chở Lợi Minh về nhá, thì cái chuyện mới ôm hôn các thứ cảm động thì cái chuyện đấy là có. Nhưng khi tôi chở Lợi Minh về thì hôm đó từ khi mà bắt đầu từ Vũng Tàu về đến thành phố Hồ Chí Minh thì tôi để cái máy của tôi thì tôi livestream suốt. Thấy chưa? Thì thỉnh thoảng tôi cứ nghịch tôi đưa cái màn hình chĩa vào đúng Lợi Minh nằm coi như là say bí tỉ đến gần thành phố Hồ Chí Minh, thì Lợi Minh mới hơi tỉnh được một tí, mới tỉnh táo.
được một tí. Thấy chưa? Đấy là cái đấy là những cái sự việc mà tôi biết. Chứ còn bây giờ ví dụ chúng tôi ra Vũng Tàu, không bao giờ tôi nhắc đến cái chuyện mà ví dụ là tôi nói coi như có một số người bảo là tôi và Lợi Minh ra Vũng Tàu nói xấu là Ti Tông, bây giờ có nick Ti Tông đấy, tức là anh tức là John Trần, và nói xấu Ngô Long. Bản thân tôi ngủ, Lợi Minh không nói gì. Đấy. Tôi chỉ đấy là những cái gì tôi biết thì tôi chứng minh thôi. Thấy chưa? Chứ còn bây giờ với tất cả các bạn, nếu mà ai về thắc mắc cái chuyện đó cứ điện thoại cho tôi. Và coi như là điện thoại hỏi anh hôm đó có anh Xuân Trần, anh Thông Nguyễn và Cợi Nguyễn ở đấy, ba người đó. Đấy. Thì những cái gì tôi biết thì bây giờ tôi phải nói thôi, không thì các bạn bảo là ông bằng ông không nói. Tôi chỉ nói đến mức độ như thế thôi. Thì đó, thì những là anh nói á, thì những cái gì mà anh đã tiếp xúc, anh đã từng giao lưu tiếp xúc với lại anh Lại Minh, thì anh đã biết quá rõ về bản chất và con người của anh Lại Minh rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên á, còn em đây á, em nói một cách khách quan và em trả lời cho những người bạn của em đó đã inbox hỏi em về vấn đề Lại Minh. Có phải là đúng như vậy không? Có phải là làm á, những cái chuyện á, mà phải nói rồi xuống Vũ chờ thế, anh sẽ mời xuống Vũ. Dạ. Cho nên á, bây giờ nó tóm lại tất cả những người bạn trên diễn đàn của anh Bằng lắng nghe nha. Tôi khẳng định lần cuối cùng 100% sự việc xảy ra lên người anh Lại Minh vào lúc đó, ngay hiện trường đó là có thật 100%. Đó, cho nên từ rồi đổ đi mắc gì nữa cả nha. Rồi thôi rồi. Em cảm ơn Bằng nhiều. Thôi để người khác lên nói nhanh Bằng nha. Rồi xin cảm ơn đi lì rồi, ok. Dạ, chào anh Bằng nha. Cảm ơn Bằng. Em mới biết anh Lại bên đây thôi. Rồi em cũng coi theo dõi anh Lại Minh lên tiếng rất là nhiều lần. Em mới biết anh Lại Minh đây thôi. Đúng không? Ở đây là mình, nếu mà cùng trên cùng một chuyến tuyến thì mình nói về cái niềm tin. Đúng không? Mình cùng với nhau, cùng trên một giống như là mình gọi đi chiến trường đi. Đó thì mình phải tin tưởng đồng đội mình. Trước mắt ở đây là em không có lên đây để mà nói cho mọi người có lòng tin với anh Lại Minh. Mọi người đều có quyền nhận xét, có quyền nói. Và tụi ba que nãy giờ ở đây, nó nói rất là nhiều, đúng không? Nó ngồi nó khích, nó nói là anh Lợi Minh thế này thế nọ, anh Lợi Minh là người yêu nước gì, anh Lợi Minh không không đúng đấy, bọn ba que mọi để, người để em nói đã. Cái mục đích của nó vô đây để làm gì? Thực ra là bản chất thì nó cũng rất là sợ anh Lợi Minh lên tiếng nói về những điều rõ ràng ở nước Mỹ, nên nó buộc lòng nó phải nói, nó lên nó nói như vậy để anh chị, để cho người dân mình nhìn thấy là anh Lợi Minh không tốt đâu, nhưng thực tế không phải. Nó cố tình nó làm như vậy nha. Còn cái ở mức độ mà người dân như mình là người dân, tuy là mình không có làm được một cái gì mà nó rõ ràng hơn, nhưng mà mình nhìn thấy, mình có thấy, có mắt, có tai nghe, mình có quyền nhận xét. Và anh chị em ở đây rất là nhiều người rồi đã từng biết anh Lại Minh nha. Hồi nãy anh Danny và anh Bằng Nguyễn nói về cái chuyện mà là đi biểu tình là mướn, đúng không? Là nói đó là một cái lý do. Còn em nói nè, sau khi mà ba thằng đó đến kiếm nhà anh Lại Minh, con Lisa xin kính chào các anh chị đó, đó tại sao con đó nó lại mở miệng ra, nó nhận là ba thằng đó là người của nó. Vậy nói như vậy có khác nào là ông Lại Minh là bên phe của tụi thằng Lisa, bên phe phản động của Đồng Anh Quân à? Nó ở đây ai mở miệng ra nói được? Nếu như mà ông Lại Minh là người của Đồng Anh Quân thì A Quy lên đây nó lại chẳng kém kêu đó rồi. Đúng không? Đúng không mọi người? Yeah, nên cái việc ở đây là mọi người nhìn nhận thôi. Anh nói cho em nghe là xin bồi, cái tuổi của em á, em chỉ có cái tuổi là em lớn hơn người ta thôi, chứ cái đầu em nó còn ngu hơn cái thằng 15, 16 tuổi. Thôi bây giờ là Trung này, Trung Vũ tập trung nói với anh, cũng có một cái ý nữa để nói với cái trường hợp anh Lại Minh. Em chỉ nói vậy thôi, nên là mày rồi, nói gì hết. Còn có thằng nữa, khoan, em phát hiện nãy có thằng tên là Quốc Gia Nguyễn nữa, nó vô nó chửi em, thì Haru nãy giờ ngồi chửi, nhưng mà trên tinh thần thằng này không phải là ba que. Thằng này là vô đây để kích động để em chửi lộn nha. Hồi nãy nó có nhắc đến một người mà mấy hôm nay chửi anh em mình là nhất, nó nhắc đến cái chuyện em ra khỏi nhóm Quy, bố mày nói cho mày biết là bố mày tự giác đi ra chứ không, anh Bằng trả lời cho mày nghe, bố mày tự giác đi ra chứ anh Bằng không có đuổi tao ra, nghe chưa? Em phát hiện hồi nãy có thằng tên, nghe chưa, tao tự giác đi ra, mày đừng có vô đây mày kích động để tụi tao mở móc miệng tụi tao, để tụi tao chửi nhóm nào xong rồi tao chửi lại tao, khỏi nha. Tao không có nói gì nữa đâu, không có chửi nữa đâu, nên là mày khỏi mất hồn, tao chỉ chửi ba que, chỉ chửi tụi bay thôi, thấy chưa? Đó, em nói vậy thôi anh Bằng. Rồi, bây giờ còn một cái câu chuyện nữa.
mà tôi là cái người mà chứng kiến là như thế này. Thực tế là khi mà bắt đầu Lợi Minh về chuyến vừa rồi ấy, thì tôi mới gặp, coi như là một cái lần gặp lần đầu. Khi Lợi Minh ra Hà Nội, bắt đầu Lợi Minh bay vào trong này, thì trên chuyến bay đó thì Lợi Minh lại gặp một cái ông Việt kiều già già. Thì ông cứ, tức là khi mà đi cùng chuyến bay thì coi như là ông cứ bảo, coi như xếp hàng cái là ông xem lên trên, thì là mọi người mẹ phản đối, ông bảo không, mẹ tôi là Việt kiều, tôi phải được ưu tiên, họ kia tất cả thứ. Lên trên máy bay cũng khệnh khạng, là cũng nói với mấy cô tiếp viên là tôi là Việt kiều, tôi là như thế này thế khác, để mà ấy. Sau cùng khi xuống, gần xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thì Lợi Minh lại lên nói rất nhẹ nhàng, bảo là nói chung là tôi nói với anh là tôi cũng là Việt kiều, nhưng mà nói chung là Việt kiều hoặc là cái gì chăng nữa thì nói chung anh đi máy bay thì nói chung anh phải chấp hành tất cả các thứ, anh phải lần lượt nọ kia. Thế là cái thằng nó sừng cồ lên, nó đấm coi như Lợi Minh vỡ kính nhá. Đấy, khi xuống sân bay thì coi chung là bộ phận ở trên trên máy bay đã điện thoại báo với an ninh sân bay, đưa cả Lợi Minh và cái thằng ấy vào trong cái phòng an ninh sân bay. Thì Lợi Minh có điện thoại và chúng tôi đã ra, thấy chưa? Thì coi như kính của Lợi Minh bị vỡ, thì mà may quá lại còn có cái dòng, không như ông ấy cận, ông không nhìn thấy được một cái điều gì hết, thấy chưa? Thì coi như ở bên an ninh người ta giải quyết rất là lâu, để mà ví dụ như còn hỏi han nọ kia tất cả thứ để phạt cái ông Việt kiều kia. Thì sau khi mà tôi đón Lợi Minh về cái khách sạn gần nhà tôi, thì lúc ấy cỡ khoảng khoan đã anh Bằng, chị xin bùi muốn nhìn mặt em quá, nó nhớ em rồi, thôi thì em mở mặt cho nó nhìn nè, nào nhìn chị rõ mặt bố mày nè, đấy. Nhìn được chưa, rồi sướng mắt được chưa? Thì là cái chuyện này qua đấy với tất cả mọi người là ví dụ là cái việc làm của Lợi Minh thì có phải là cái việc làm đánh bóng tên tuổi hay không. Đấy, tôi chỉ những cái gì vì tôi biết, tôi chỉ trả lời với tất cả các bạn như thế thôi. Vâng. Thì như em đã nói, riêng bản thân của Bằng, tôi tin Lợi Minh. Đúng. Rất tin đó, Lợi Minh. Như em đã nói, vâng. Ở đây nếu chúng ta là cùng lên đây chống luận điệu xuyên tạc của Ba Que nha, chống luận điệu xuyên tạc Ba Que, chống tụi Ba Que chó đó, thì mọi người lên đây ở đây cùng nhau trên một chiến tuyến, thì chúng ta nói về vấn đề niềm tin. Nói là vấn đề niềm tin thì ái như em nói là em tin anh Lợi Minh. Còn thằng Quốc Gia Nguyễn, bố mày nói mày nghe nè, tao mà thoát ra rồi là tao sẽ lóc mày ngay lập tức. Bởi vì mục đích của mày vô đây là chỉ là móc tao để tao chửi người này chửi người kia ở bên cái nhóm anh em cờ đỏ hay là nhóm nào đó ở Việt Nam thôi. Anh không có nhu cầu chửi lộn nữa, nghe chưa? Khỏi cần hết. Cái gì? Nó mày nãy bảo giờ bây nó giờ nhắc đến cái người mà hay chửi anh em mình mấy hôm nay. Không, Rồi xong rồi nó nó lại bảo nhắc là lên đến mình. không phải nó nói cái thằng Quốc Gia Nguyễn này đó là một nick giả, nhưng mày giả thì tao phải trả lời mày. Cái bí mật quốc gia mà Lợi Minh lấy làm sao được bí mật quốc gia? Nghe chưa? Tiết lộ bí mật quốc gia sao mày ngu thế? Ở đây ví dụ Lợi Minh là cái quái về Việt Nam này, chui ở chỗ nào mà lấy được bí mật quốc gia? Mà đến ông Bằng lấy cái bí mật quốc gia, ra ngoài Vũng Tàu kia lấy bí mật quốc gia, hay lên mày nhớ mặt tao dữ vậy luôn hả Jason? Chơi chừng nào mày đem với, radar để vô nhà tao đi đi chơi với hả? Nguyễn Trọng Nghĩa, Mày chừng nào mày đem cái radar để vô nhà tao, thôi nói mày tao im nghe đi thôi. để tao nói cái vụ anh Lợi Minh lên chơi với nhóm anh, lên chơi đi chơi cùng với xuống Đồng Tháp với Trần, với Nguyễn Trọng Nghĩa, với lại Phùng Quốc Hà, với anh Nam ở trên kia, thì cũng là lấy bí mật quốc gia. Các ông ấy nắm được bí mật quốc gia, tao nắm được bí mật quốc gia, mới nói mình ngu si đần độn rốt nát thế. Em nói Mày những có cái măng thằng ở trên không, trên này cái thằng này nè, nó vô đây không phải, nó không phải là Ba Que, nó vô đây là nó biết, kích động chứ lộn tôi biết, đó. Những trời cái ơi tôi loại biết này đó là mà. lốc, không có nói nhiều. Không, nó không chửi Bác Hồ, mình cái chữ chửi Bác Hồ là mình lốc, còn nó không chửi Thì Bác Hồ thì thoải mái. Thấy đó thì chưa? em nói anh vậy thôi. Còn thôi em đi xuống đây, nhưng mà nhớ nha, cái thằng radar trong đặc khu mày không có tuổi để nói chuyện với bố mày, tại mày tới nhà con cái tuổi mày già thôi, mày chỉ là thằng nhóc thôi, Không, thấy chưa? vì là thực tế là cái bọn này bọn cóc nhái mà nó đi dò la cái thứ, nhưng mà đấy là À, cái tôi loại mày phản radar biện trong đặc mày khu đâu như mày á, thì không, mày là cái loại radar trong đặc khu, còn cái thằng Hùng Lân là cái thằng dự này án của Trung Quốc con đặt này. bom Rồi bây giờ trong dự này án em đi bình tĩnh, em sẽ trả Lỗi Minh nói coi như xã của Bác Hồ không phải là thật, tao nói mày mày nói câu ấy là hoàn toàn sai. Lợi Minh nói ở cái kênh là không biết có tao không nhớ chính xác, nhưng mà nó Lợi Minh ý nói là vấn đề khoa học á, là Bác Hồ bảo quản như thế là rất là khó,
thì có khả năng là người ta để Bác Hồ ở bên dưới ở như chỗ nào đấy, mà chỉ có trình bày cái xác của Bác Hồ thôi, nên trên đấy để mọi người ấy để vấn đề bảo quản. Thì Vấn đề đây. chính chính tao nói mày nhá, chính tao là cái người phản bác lại Lợi Binh, tôi bảo không, ở đây là kỹ thuật hiện nay của Việt Nam phải gọi là dưới sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô. Bây giờ hiện nay là Bác Hồ thật, người ta trưng bày luôn, chứ còn vấn đề khoa học người ta hiện nay nó ok lắm. Tao trả lời như thế, cho nên mày bắt đầu mày đi mày vặn một câu, vẹo một câu để mày mẹ bố lá bố tuét cái thằng mẹ chó chết. Bây giờ những Em thằng nói ngu như rồi, mày ấy, cái lại này, cái lại bây giấy giờ anh vô kích động nó chữ không lộn tôi chứ biết mà cái đây, mày còn gì bây giờ là nha. mày còn một điều gì hỏi không, tao sẽ chứng minh cho mày. Vì là hôm đấy coi như là tao nhớ là tao có phản biện lại Lợi Binh, cái câu Lợi Binh bảo là chắc cái là ở trong lăng Bác Hồ là để kiểu Bác Hồ chỉ người ta chỉ làm ở thạch cao thôi, đấy là vấn đề Lợi Binh sẽ cái sở khoa học của mình. Thế nhá, chứ mẹ chúng mày nhá, loại chúng mày nhá, tao nói mày thẳng nhá, không liếm được gót chân của Lợi Binh, nói thẳng như thế. Đó, bây giờ ấy thì bây giờ em đi xuống, nhưng mà trước khi em đi xuống thì em cũng chào anh Bằng, chào tất cả mọi người, tối Thôi ngủ bây giờ là ngon. cái chương trình thì bây giờ thì theo anh nghĩ là nó thời gian thì nó cũng Quốc gia Nguyễn này chứ, nó chính là cái thằng AQ, nó là thằng Quốc Nguyễn, đây là nick của nó mà. Các bạn nhìn cái ảnh đại diện của nó với cái ảnh này có đúng đúng với nhau không? Đây nó là thằng Quốc Nguyễn, nó chính là thằng Quốc Nguyễn. nó Mở ở cái đâu anh? trang đó của nó ra, hiện nay cái ảnh đại diện ở trên màn hình nó với cái nick này là một. Tôi đã theo dõi thằng này rất lâu rồi, thằng này là một thằng bác que mà nó chui vào coi như là nó giả nick của OK Salem, tức là tổ chức VHK đó, để nó đánh phá Cờ Đỏ. Cho nên nhưng mà mọi người không biết cái đó đâu, đây là tôi xác định để cho mọi người thấy, đây đây là nick của nó, và đây là cái nick ngày xưa của nó nữa, là OK Salem, chính nó có ảnh đại diện là OK Salem đó. Đấy là tôi có bằng chứng đâu hoàng, cái nick này là nick của nó, là bạn OK Salem, là khi mà VHK có cái chiến dịch OK Salem. Còn thì cái nick mới của nó sau này nó thay đổi ảnh đại diện, đây là ảnh đại diện hiện nay đang coi như có ở trên màn hình, là nó là một thằng ba que. Nhưng mà nói chung là Cờ Đỏ hoặc cả mọi người không để ý đến những cái tình tiết này, cho nên là không biết được những cái bọn ba que nó vào, nó giả nick rồi các thứ, nó đánh phá coi như là lực lượng Cờ Đỏ, rồi lực lượng coi như là anh em mình, mà chúng nó không, mọi người không không không, không biết được. Tôi lấy được những cái nick này chính từ những cái diễn đàn của anh em mà thôi, anh em mình mà thôi, chứ không phải ai khác. Thường xuyên là chúng nó chui vào coi như các diễn đàn này để nó đánh phá, mà đây là xác định chính cái nick này, nó mang cái nó mang một cái tên, mình đọc cho mọi người nghe: www facebook.com Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại, Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại 9. Đây Ừ. là một Quả cái thằng nick thằng Võ Trung Sực. Việt Nam Cộng Hòa đó, quả đây là là quả thằng Việt Nam Võ Cộng Trung Hòa Sực. Trở Lại 9, tức là một trong số Đúng 9 rồi. cái nick của bọn Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại, coi như Xong là cái này xong làm. xong 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 Cho anh nên là Vinh ở sẽ đây mà mời nói gì Ngọc là Hiếu nhé. nhân cái sự kiện này mà mọi người nói về anh Lợi Minh, thì mình cũng có thể nói như thế này: mọi người hãy cảnh giác với những cái bọn ba que. Chứ còn đối với mình, quan điểm của mình thì mình đã biết anh Lợi Minh cũng bắt đầu từ cái diễn đàn của Quân Khúc, coi như là lên lên bắt đầu lên lên lần đầu tiên từ diễn đàn Quân Khúc. Và nói chung là mình xác định rằng anh Lợi Minh là một người rất là yêu nước, rất là coi như là có tâm, và mình phải rất thông cảm cho các anh ấy, là anh ấy sống ở bên Mỹ mà sống giữa một cái bầy lang xoại, mà một cái bầy 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 sói hoang như vậy, coi như thì cái sức chịu đựng và cái áp lực của người ta ở cỡ nào. Nhưng mà đáng lẽ ra chúng ta là những người trong nước mà chúng ta phải trân trọng cái việc đó, nhưng mà đây là coi như là chỉ vì những cái chuyện rất là vớ vẩn mà coi như là lên án rồi chửi bới các thứ. Cái quan điểm của mình là cái gì đúng thì mình sẽ ủng hộ, cái gì không đúng là mình sẽ phản phản đối, cái này Đúng. là mình khẳng định như vậy. Coi bởi còn những cái chuyện mà như có một số người coi như đưa ra những cái vấn đề là coi như là chụp mũ cho anh Lợi Minh, là thuê mướn những cái kẻ để làm bóng tên tuổi, thì như Bằng Nguyễn và Danny đã nói rồi, cái đó không không cái đấy nó là sự thật, mà cái đó không phải là chỉ có anh em chúng ta biết, mà coi như cái đấy là nó lên cả cái mạng xã hội, kể cả bên ba que Cờ Vàng người ta cũng biết.
và coi như là cộng đồng người Việt ở Việt ở nước ngoài ở ở ở Mỹ người ta không biết, và lực lượng cờ đỏ chúng ta cũng biết thừa cái đó, vô lý coi như là đi chụp những cái đấy. Mà bây giờ chúng ta phải nói như này này, khi chúng ta phát ngôn ra một cái gì chúng ta phải phát ngôn thật một cách chính xác và Chuẩn, nó có phải có lý đúng lẽ rồi, để phải thuyết chuẩn. phục, chứ còn nếu như mà đưa ra những cái luận điệu mà không thuyết phục mà mọi người người ta biết thì nó sẽ có tác dụng ngược trở lại và người ta sẽ xác định rằng những cái người mà đưa những cái tin đó là những con người coi như bần tiện bỉ ổi. Đấy phải nói, chúng ta phải nói rõ ràng với nhau. Ở đây chúng ta lên diễn đàn cũng cũng nói vậy thôi. Chính vì vậy coi như bản thân tôi khi mà tôi đưa ra một vấn đề gì, tôi nói một cái vấn đề gì, tôi có phải bằng chứng đàng hoàng. Cũng như là kể cả như AQ, là tôi nói để các bạn biết là các bạn tìm được cái nick của AQ ở trên cái tìm kiếm ở cái trong Facebook cái cái đó, anh là cái cứ không thể tìm được. anh cứ sáng duy À, tân để không có camera. anh nói nốt, anh nói Dạ nốt để cho mọi người thấy, dạ tìm cái nick AQ ở trên tìm kiếm trên Facebook là không 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 tìm được, mà phải lấy chính từ những cái trang có nhiều của Bằng Nguyễn, của Bình Dương, của Trung Vũ thì mới đúng là nick của AQ. Mình khẳng định như vậy. Bởi vì ngay kể cả cái nick OK Salem Quốc Nguyễn này mình cũng lấy từ những cái diễn đàn này mà ra, coi như chứ không phải là lấy ở trên cái tìm kiếm đâu. Đấy. Thế cho nên ở trên cái tìm kiếm có 1.000 cái nick AQ nhưng mà chúng ta không thể tìm được cái nick của AQ thật mà hiện nay đang hiện diện ở trên diễn đàn của chúng ta. Mình khẳng định là như vậy. Thế cho nên là mình muốn nói với mọi người rằng khi chúng phút ta phải chính xác, còn nếu như mà em nói bấm chính cửa cho thằng con em. còn khi mà chúng ta nói mà không chính xác, nói không đúng thì ắt chắc chắn là sẽ có tác dụng ngược. Mà cái tác dụng ngược đó người ta sẽ coi thường chúng ta. Thì riêng với bản thân tôi đã nói chỉ cần nói rất ngắn gọn như thế là mọi người đã hiểu rằng anh Lợi Minh là một người theo quan điểm của tôi là một người tốt và có tinh thần chống bao que, chứ ở đây không có cái gì là giả ở đây cả. Còn khi mà về nước hoặc là quan hệ với người này người khác có thể nó có một những cái gì đó, có thể là chúng ta phải nói như thế này, đặc trưng khi chúng ta lên mạng thì cái mạng nó không phải ổn định. Facebook cũng thế, nó không phải ổn định. Wi-Fi có thể nó cũng lúc được lúc chăng, có thể người nọ nghe nhầm người kia, hoặc là khi mà nói chuyện là mọi người không hiểu được cái ý của nhau. Mà nếu như mà những cái người mà nó mang cái tính chất là tay chân nhanh hơn não, đấy, không suy nghĩ thì chắc chắn nó sẽ xảy ra vấn đề, nó xảy ra chuyện. Và từ chỗ hiểu lầm đó mỗi người không 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 có một cái tỉnh táo thì dẫn đến là coi như là cái chuyện chửi bới rồi coi như là đấu tố nhau. Quan điểm này là mình không đồng ý. Tôi không phải ở theo một cái tổ hội nhóm nào hết, nhưng mà tất cả những cái gì mà đúng là tôi bênh vực, còn những cái gì mà nó không phải là chân lý, nó sai, tôi sẵn sàng coi như là phản biện những vấn đề đó. Cho nên về quan điểm của tôi với bạn Lợi Minh là ít tuổi hơn tôi chỉ có thể nói là bạn thôi, thì bạn Lợi Minh là người tốt, tôi xác định như vậy. Bởi vì tôi không phải là bây giờ mới biết là về Lợi Minh, mà tôi xác định tôi là người có mặt ở trên cái diễn đàn đầu tiên của quân khúc ở Hà Nội là Lợi Minh bắt đầu lên từ đó. Cho nên là tôi theo Lợi Minh và nghe Lợi Minh nói trên các diễn đàn, tôi xem rất nhiều nhưng mà tôi không 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 ít khi lên tiếng. Tôi chỉ ngồi đó tôi nghe xem là ai là như thế nào và tôi nhận diện được nhiều vấn đề, ngay kể cả từ những cái nick tôi còn lấy được ra nick nào là nick thật, nick nào là nick giả, nick nào là kẻ như thế nào. Ở đây tôi có rất nhiều đầy đủ tư liệu để tôi phản biện với tất cả có như những cái hành động của ba que, kể cả có như AQ, cái nick của AQ này tôi lấy từ diễn đàn của Bằng Nguyễn và của Bình Dương, tôi khẳng định với các bạn luôn đấy. Thế cho nên là nó không thể là giả mà nó phải là thật. Tôi có cách của tôi lấy từ các diễn đàn ra, chứ nếu như mà tìm ở trên tìm kiếm là không tìm ra được cái nick AQ thật này. Bởi vì không phải ai khác, AQ có trình độ
Tôi khẳng định với các bạn rằng AQ có trình độ và thậm chí là AQ còn làm IT gì đó như AQ nói. Tôi khẳng định với các bạn như vậy. Cho nên là tôi biết những cái vấn đề gì là thật là giả, mà cái gì là thật thì tôi ủng hộ, còn những cái gì mà không đúng tôi không không ủng hộ cái vấn đề về vấn đề đó. Đấy là chân lý. Thì tôi nói đến như thế là cũng là đủ rồi. Thì Rồi, ok. tôi muốn nhường nhịn cho người khác. Vâng. Em sẽ mời Ngọc Hiếu. Em cảm ơn anh Vinh Đỗ. Rồi, anh mời Ngọc Hiếu nhé. Rồi, đang mời Ngọc Hiếu. Ngọc Hiếu. Rồi, anh chào em. Dạ, em chào anh trai, chào tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng. Ngày hôm nay ở đây bên diễn đàn của anh là đang nói về anh Lợi Minh phải không ạ? Tức là thực tế ra anh nói với Ngọc Hiếu này, tức là Danny mới nhờ mà diễn đàn của anh thì cũng nói về một chút về anh Lợi Minh, tức là Dạ. và qua đó thì anh cũng biết một số cái vấn đề đó và anh chứng minh. Anh chứng minh thôi, chứ còn bây giờ ví dụ những gì anh biết thì anh nói, thì bây giờ ví dụ như em có một cái cảm nhận như thế nào? Dạ, thì Ừ. cho em nói mấy lời như này. Ừ. Cái thứ nhất á là đối với em á thì em không quan tâm cái người nào mà người này làm gì, người kia làm gì, cái công việc của họ là em không quan tâm. Đúng rồi. Nhưng em quan tâm là cái tấm lòng yêu nước. Cũng như là anh Bằng có giàu có hay anh Bằng có nghèo có cũng vậy mà thôi. Cơ Đúng. bản là tấm lòng anh yêu nước, hàng đêm anh ngồi đây để mà chia sẻ với bà con. Không, cũng như anh Lợi Minh có rất nhiều khi á là anh ấy dám đứng ra ở cái đất nước Mỹ trong khi á là giữa rất nhiều người chống cộng cực đoan ở đó mà họ hung hăng khát máu. Không phải như mình ngồi trong nước có công an bảo vệ, có pháp luật Việt Nam bảo vệ. Đó, mọi người hãy hiểu một điều là như vậy. Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa thì đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của những người anh em hải ngoại. Chính Những xác. người anh em ở hải ngoại như anh Lợi Minh, anh Quốc Dương hay là những cái anh mới mới đang lên diễn đàn của anh đó, những điều đó mình càng phải trân trọng, càng phải bảo vệ họ. Bởi vì sao? Nếu ai nói gì về anh Lợi Minh thì em không biết, nhưng mà đặc biệt riêng đối với em, từ khi em lên diễn đàn tới bây giờ á thì em theo dõi là em thấy anh Lợi Minh thỉnh thoảng anh cũng có lên diễn đàn của em, và từ cái cách nói chuyện của anh và từ cái nhìn nhận của anh ấy về Đảng, về nhà nước, về và về cái thời cuộc, là em cho rằng đối với anh Lợi Minh là một người tìm hiểu sâu sắc về lịch sử và anh thấm nhuần về đạo đức, về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Em nghĩ là như vậy. Cho nên từ chỗ đó em thấy anh Lợi Minh là một người có chính kiến, và anh luôn luôn không bao giờ gọi là nói chung chung. Đã nói là anh nói thẳng và nói thật và nói rõ ràng là Đảng như thế nào và ba que như thế nào. Đấy là nói rõ luôn là như vậy. Là em thấy cái sự chính kiến của anh Lợi Minh nằm trong tất cả các cái cuộc là lên livestream cùng với mọi người. Đó, thì ở đây á, là cho thấy anh Lợi Minh rất dũng cảm trước những người chống cộng cực đoan rất khát máu ở hải ngoại. Đó. Bản thân em luôn tôn trọng anh Lợi Minh và tất cả các anh chị em, cô bác mà ở hải ngoại đang ủng hộ anh em trong nước. Còn nếu nói ở trong nước hiện nay như anh Vinh Đỗ có nói là có một số nhóm là đang lên mạng để mà có những cái chuyện riêng tư đưa lên mạng, thì đặc biệt riêng Hiếu Ngọc không đồng ý những cái chuyện riêng tư đưa lên mạng. Bởi vì sao? Trên cái cộng đồng mạng đã lên Đúng tiếng đấu tranh. rồi. Em bây giờ ai chửi em chịu á. Em nói thiệt, ai chửi em chịu, tại vì em đã từng gàn rất nhiều người, em đã từng gọi Messenger rất nhiều người. À, em không muốn mất lòng bất cứ một ai, nhưng thực tế những cái việc này em cần phải nói ở đây như này này. Nếu các anh các chị đã lên trên này mở diễn đàn mang tiếng là chống luận điệu xuyên tạc, thì em hy vọng mọi người hãy cùng chung ý kiến với mọi người. Đừng để có những cái hình ảnh, có những cái video, có những cái lời nói mà lên trên mạng. Mình là người lớn tuổi rồi anh ạ. Đúng rồi. Tại sao có trong cái livestream của em có nói này này. Nếu các anh các chị nào muốn hội nhóm thì các anh các chị hãy nên tạo ra một cái quỹ hoặc là nên hợp tác xã để cho nó bền đi, chứ đừng hôm nay cho nhau ăn một miếng ngày mai đưa lên mạng.
không tốt. Anh thấy nó có được không? Em thấy như vậy là em thấy cảm thấy xấu hổ thay cho những người đó. Thật sự đó, hôm nay ai chửi em nói. Mượn diễn đàn của anh hôm nay. Đúng. Em phải nói. Bởi vì sao? Bên cạnh đây là rất nhiều người như anh chị em nhà mình. Em khẳng định rất nhiều người như anh chị em nhà mình là người yêu nước và dám nói lên tiếng nói của mình. Thì cái cách suy nghĩ và cách sống của những người yêu nước làm sao đã là người cộng sản. Hồi nào tới giờ người cộng sản là nó khác với cái người mà ba que ở cái chỗ như này. Người cộng sản đã làm cho đất nước thì không bao giờ tính toán. Cũng như ngày xưa các bác, các chú, các ông của chúng ta là đi bộ đội có lý tưởng và đi luôn luôn không bao giờ nghĩ đến đồng lương và sẵn sàng hy sinh về Tổ quốc. Đúng không anh? Thế rồi là khi những người bộ đội này sẵn sàng gặp dân mà khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ, có đòi hỏi gì đâu. Không đòi hỏi bất cứ một cái gì. Bởi vậy nên em yêu cầu những ai á, em không không có quyền yêu cầu, nhưng mà em có tiếng nói là hy vọng mọi người vâng, em mong và hy vọng mọi người đã lên cái mặt trận chống luận điệu xuyên tạc này, thì mọi người hãy buông bỏ bớt cái tôi của mình đi. Em nói thẳng luôn một điều là có nhiều người cho mình là có cái tầm ảnh hưởng gì đó trên cái cộng đồng mạng này. Thực tế em nói thật với anh Bằng này này, đây là tấm lòng yêu nước của anh cũng như đúng là của em cũng như mọi người. Anh lên đây nói cũng chỉ là góp sức một phần nhỏ cho cái đất nước này. Đúng rồi. Em cũng vậy mà thôi. Không ai có tầm ảnh hưởng lớn nào hết trong cái cộng đồng mạng này là chính là tôi phải là nhất, tôi phải... Có nhiều người á, có những cái khi mà ví dụ như bây giờ cái nhóm đam ba que của bọn anh đây, cái sự ủng hộ của người dân rất là lớn và em theo dõi là rất nhiều người rất ủng hộ cái nhóm này và cảm thấy tin tưởng vào cái nhóm này, thì có một số nhóm khác lại đánh phá nhóm này. Nếu em nói có gì đó sai mọi người thông cảm, nhưng em theo dõi em thấy vậy đó. Anh xin lỗi em là như thế này. Hôm trước anh cũng nói với một số người rồi, ở ngoài tức ngồi uống cà phê, ngồi quán nhậu, anh nói bây giờ ví dụ như là anh muốn đánh phá em rất dễ. Con người ta không thể có hoàn thiện được, nhất là chúng mình đã phát nhau lên, đã đưa cái mặt lên trên cái mạng xã hội này rồi, đúng không? Thì con người ta không hoàn thiện được, kể cả bản thân anh. Dạ. Thì ví dụ người ta sẽ tìm một điểm nào đó, người ta đánh phá, rồi đó là người ta nâng quan điểm lên, người ta quy sụp, đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Thì anh thấy đây... những cái ý nghĩ đó thì nó không khác gì bọn ba que cả. Dạ, đúng anh, rồi. Anh nói thẳng luôn, không khác gì bọn ba que. Cũng là từ một người, hai ba người dân nghèo nó kia ra, bắt đầu nó quy sụp cho cả một cái xã hội này và quy sụp cho cả một cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, cho nên là bây giờ này, muốn nhìn một con người nào đó thì phải nhìn tổng thể, đúng không? Hoặc là dạ, bây giờ anh nói với Ngọc Hiếu, với này, bản thân anh và tất cả một số bạn, tức là có tinh thần yêu nước, yêu cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Mỗi người có một cách live stream khác nhau, mỗi người có một cái tính tình khác nhau, có trình độ khác nhau về văn hóa, về cái nhận thức về chính trị. Cho nên là anh cũng không bao giờ anh bảo là cái thằng kia mày phải live stream như tao, hoặc là Ngọc Hiếu phải như anh, Hà My phải đúng như rồi. Anh, Ngọc Trung Vũ phải như anh. Cái đấy hoàn toàn khác, mỗi người mỗi một cái năng khiếu và một cái ưu việt để mình làm những cái chuyện đó, đúng không? Nhưng một số người ấy muốn ngồi trên cao, thấy chưa? Bảo đúng coi không? Như mày phải làm như thế này, mày đúng phải quét cái thù trong đi, thì giặc ngoài không ăn thua gì đâu. Cái đó Ngọc Hiếu như đúng này rồi. Em lên em phản biện lại bọn ba que, anh lên anh phản biện lại bọn ba que, mình không giết chết thằng ba que nào hết, đúng không? Mà mình cũng không mong thay đổi cái ý nghĩ của cái thằng Sắc Sơn Bùi hoặc là cái thằng Hùng Phạm hoặc một bất kỳ một thằng ba que sau này. Không bao giờ anh có ý nghĩ làm thay đổi, kể cả trường hợp AQ. Anh không bao giờ muốn có mình muốn thay đổi cái đầu óc đó. Nhưng qua chúng nó mình tuyên truyền cho những người cho dân, bà con mình, đúng đúng bà con mình. Dạ. Và những bà con Việt kiều ở bên kia nữa. Dạ, đúng rồi. Vì những bà con Việt kiều bên kia, anh nói thẳng nhá, anh có rất nhiều bà con ở bên đấy, cái nhận thức của chính trị của người ta rất kém và cái cách nhìn về Việt Nam của người ta hầu như không biết. Nhưng mình dạ, lên đây rồi. Mình dùng cái lý luận của mình,
mình dùng cái, tức là mình không không bưng bô nhá, ông nói sai sự thật thì người ta không bao giờ tin, như bọn Ba Que ấy. Thằng Tân Thái, thằng Bé Lê Sương nó xuyên tạc một lần hai lần thì người ta có khả năng người chưa biết, nhưng mà lần thứ ba thứ bốn thì người ta sẽ biết là ông xuyên tạc. Cho nên ở đây mình, cái diễn đàn của anh nói với Ngọc Hiếu với tất cả các bạn, diễn đàn của tôi là diễn đàn tuyên truyền chứ không phải là tôi chửi Ba Que. Chửi năm sau ông giải quyết được cái gì, năm sau mà chửi nó thì khi mà ông chửi Ba Que thì ông chỉ được cái thứ nhất ông sướng miệng ông, thứ hai là cũng có một số anh em ở dưới này bức xúc quá muốn chửi chúng nó thì mình là người chửi thay, chỉ được mỗi vậy thôi, xong rồi hết. Nhưng mình tuyên truyền để cho những người nọ kia, ví dụ cái chuyện này nhá, anh đã nói với những anh ở bên an ninh, ví dụ như cái chuyện biểu tình ngày 10 tháng 6 hoặc là mấy ngày sau đó bọn nó tuyên truyền đấy, thì là ở nguyên nhân ở ở đâu, đúng không? Tất cả chúng nó tuyên truyền trên cộng đồng mạng hết, nó dỉ giả vào tai nọ kia tất cả thứ, rồi là đúng bắt rồi. Đầu những người dân người ta có một cái có phải là ai nhận định về vấn đề chính trị đúng đâu, đúng không? Rất nhiều đúng người rồi. Việt Nam người ta không hiểu biết, sau đó người ta lại nghe theo lời chúng nó.